chúc mừng hết tất cả các tay đua của các nơi luôn chứ không riêng gì Đồng Nai, coi như là thể thao là không biên giới. Chào mừng quý các bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Nai Quê Tôi. Lúc này kênh Đồng Nai Quê Tôi đang có mặt tại khu vực cầu Khánh Hội ngay chỗ bến Nhà Rồng. Ngày hôm nay thì gửi đến quý bạn một số hình ảnh về cuộc đua xe đạp chặng cuối cùng từ Đồng Tháp về thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc này thì đoàn đua đã đi được hơn 100 cây số quý vị, còn khoảng hơn 30 cây số nữa thì đoàn đua sẽ cán đích tại khu vực Dinh Thống Nhất. Ở phía bên tay phải màn hình của các bạn là bến Nhà Rồng. Ở đây họ đang làm một cái sân khấu rất là lớn rồi quý vị, không biết là buổi tối ngày hôm nay có bắn pháo hoa hay không. Lúc này thì thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh trời nắng dịu, không có nắng gắt quý vị. Và ngày hôm nay cũng là một cái ngày rất là đẹp, ngày thống nhất đất nước, như vậy là đã trải qua 49 năm. Ở đây khu phía bên tay phải màn hình của các bạn là bến Bạch Đằng, và bên phía bên đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trong ngày hôm nay thì có rất là nhiều hoạt động sẽ diễn ra. Hiện nay thì thành phố Hồ Chí Minh cũng là điểm tham quan du lịch thu hút rất là nhiều khách Tây đến với thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố rất là năng động. Đến chỗ này là khu ga bến tàu Bạch Đằng nè, quý vị các bạn có thể trải nghiệm đi tàu buýt và đi tham quan dọc sông Sài Gòn. Cùng chỗ này là tượng đài Trần Hưng Đạo. Lúc này là gần 10 giờ rồi quý vị. Dự tính là khoảng 11 giờ 30 thì đoàn đua sẽ đến khu vực Dinh Thống Nhất. Tiếp tục thì kênh Đồng Nai của tôi sẽ di chuyển vào cầu Ba Son. Cầu Ba Son còn có tên khác là cầu Thủ Thiêm 2. Phía bên đây là tòa nhà Landmark rồi quý vị.
Thời tiết ngày hôm nay thì hơi âm u quý vị. Khu bên đây là thuộc thành phố Thủ Đức. Tiếp tục thì cơn lốc này của tôi sẽ di chuyển ngược lại hướng đi về đường Lê Duẩn, nơi các tay đua sẽ tiến vào đường Lê Duẩn và đi thẳng vào Dinh Thống Nhất. Đây là khu bên thành phố Thủ Đức nè quý vị. Sau khi khánh thành xong cây cầu Ba Son này thì đây là tuyến giao thông huyết mạch nối liền giữa bên khu quận 1 và bên đây là khu quận Thủ Đức ngày xưa và bây giờ là thành phố Thủ Đức. Góc chỗ này rất là đẹp hả quý vị, phía xa xa là tòa nhà Beteco. Tối thì cũng có một vài người hay ra đây hóng mát, còn các bạn trẻ thì ra đây chụp hình. Qua khỏi cái cầu Ba Son này thì có một đường rẽ vào đường Lê Duẩn. Phía xa xa là trụ điện đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói là cuộc đua xe đạp truyền hình năm nay thì rất là thú vị với những hình ảnh live cam quý vị. Đi dọc hình bản đồ chữ S của Việt Nam thì cuộc đua ngày hôm nay sẽ cán đích đến cuối cùng tại Dinh Độc Lập. Tòa nhà Rudenso này. Phía bên đây là Đại Trục Viện Thánh Du Xe. Tiếp tục thì cơn lốc này của tôi sẽ di chuyển vào đường Lê Duẩn. Lúc này đang dẹp xe quý vị, đoàn đua đang chuẩn bị về tới. Có vẻ cấm đường rồi quý vị.
rất là nhiều người dân đang là đứng chờ đoàn đua rồi quý vị. Có rất nhiều các bạn trẻ đến đây để ngồi cổ vũ cho đoàn đua. Nhìn phía bên tay trái đây, quá trời đông khán giả đến cổ vũ đoàn đua về với dinh Thống Nhất. Và đây là con đường về đích nè quý vị, rất là đẹp, hai bên đường được kè lại và có những cái bảng quảng cáo của Tôn Đông Á. Xe rồi quý vị. Quá trời đông. Phía bên đây là nhà thờ Đức Bà. Anh đang làm việc rất là cực. Chạy nó lại đây. Một không khí rất là tưng bừng trong ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4. Một cái diễn biến cực kỳ hấp dẫn ở trên đường đua. Đây quý vị nhìn nè, một không khí rất là nhộn nhịp, rất là đông vui. Và đây phía trước màn hình quý các bạn, đó chính là dinh Độc Lập. Dinh Độc Lập bữa nay mọi người đến tham quan rất là đông ha quý vị. Đây quý vị, đây có đoàn xe đạp đến từ Biên Hòa. Đây, chào anh em Biên Hòa nha. Đây quý vị nhìn một không khí rất là nhộn nhịp, và lúc này thì đoàn đua đã đến được đại lộ Nguyễn Văn Linh.
với những diễn biến ở trên đường đua vào lúc này. Cuộc đứng bắt của ekip phía sau với 620 Trần Thế Vĩnh Long và 620 Nông nghiệp Vĩnh Long sắp gần hoàn tất khi lúc này cuộc tàu ra ở trên đường đua là ngắn nhất kể từ đầu ngày. Nguyên phòng phút ngang lúc này còn cách phía sau dưới 1 phút mà thôi. Và với những động thái tấn công vừa rồi thì cũng đã xem một lần nữa đã cố gắng gia tăng khoảng cách của mình với đàn ông ở phía sau. Đây là một ngày làm việc cũng khá vất vả cho em biết 60 trong thái lưỡng lâm và 6 em trai. Mô tô kia mới về. Trường trước mà, tầm 5 cây, 2 3 cây nó mới về tới. Đến đây chị ủng hộ cho Quốc Khang hay là Xuân Lộc chị? Dạ, đến đây thì ủng hộ cho Quốc Khang nha. Mặc cổ vũ cho Quốc Khang và mặc lên Xuân Lộc tại vì thích là thích Quốc Khang, tại vì Quốc Khang bữa giờ đi chơi rất là hay. Nhưng mà lại ủng hộ cho mặc lên Xuân Lộc tại vì nó là thành phố Hồ Chí Minh rồi là quốc thứ 7 rồi. Với lại Xuân Lộc 3 năm. Nếu mà năm nay nữa là 3 năm á, 3 năm rồi. Hy vọng là ngày hôm nay là sẽ có một bà vận động viên quân khu 7 về đến đích ha chị. Đúng ha. Đúng rồi, trời, nếu mà vậy thì càng tốt. Nếu mà vận động viên quân khu 7 mà về cán đích đầu tiên thì sẽ rất là vui trong cái ngày hôm nay. Đúng rồi, toàn thắng luôn á. Nhưng mà thật ra là cái ngày hôm qua là giống như mấy trận này đi về miền Tây là hầu như là mỗi một cái tỉnh về á là cũng giống như cố ý để cho các cái đội nhà nó có một chiến thắng. Thì hy vọng là bữa nay về tới đây là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chiến thắng. Mà coi từ nãy giờ thì chưa có thấy là Thành phố Hồ Chí Minh tắt tóc hết trơn á. Dạ. Lúc này thì đoàn đua đã đi đến cầu Nguyễn Văn Cừ rồi quý vị. Một khung cảnh rất là vui, rất là nhộn nhịp tại đích đến. Oh.
Chúc mừng các bạn ở Biên Hòa nhá. Kênh Đồng Nai Quê Tôi chào các bạn ở Biên Hòa nhá. Dạ, em chào chị Hiếu đến từ Biên Hòa. Lần đầu tiên chị đến đây hay là lần thứ hai chị đến với cuộc đua cúp truyền hình? Lần đầu tiên đến nhưng mà em là ở bên hội xe đạp thể thao Biên Hòa. Hôm nay xuống dưới đây là để cổ vũ cho đội Đồng Nai. Chị thích nhất là tay đua nào của Đồng Nai chị? Đồng Nai thì có đi cổ vũ cho Văn Sang á. Văn Sang à? Nhưng mà đi nguyên cả hội lẫn 50 người. Đi từ sáng sớm lẫn á. Xuống đây đón, đi diễu hành xong rồi quay trở lại đây đón đoàn đua. Chị đánh giá như thế nào về tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang của Đồng Nai? Thì nói chung là em nó còn trẻ, nó có năng động hơn á, thì nhưng mà đua thi thì không phải thành tích không nữa, nhưng mà quan trọng là cái tinh thần của nó đó. Cuộc đua năm nay thì mọi người đánh giá là Quốc Khang là tay vua nước rút các cái chặng dọc đường. Có thể nói là bạn ấy thi đấu rất là tốt các cái chặng dọc đường, đặc biệt là chặng ở Biên Hòa và chặng về quê của bạn ở Vĩnh Long. Và ngày hôm qua thì chặng Đồng Tháp bạn cũng giành được một cái chặng dọc đường giải nhất. Chị có thấy là tay đua của các đội khác mạnh hơn đội của Đồng Nai không? Có, đúng có. Cũng như là mấy không biết là mình do cái tinh thần thi đấu của mấy em hay sao mà thấy sao tự nhiên sáng nay thấy Quốc Khang nó sức sớm quá đi rồi mà sao nó về nó bị rớt lại, thấy thương thấy tội, mà cũng đi cổ vũ cho em nó có tinh thần, biết đâu qua sang năm em nó lại tốt hơn. Chúc mừng hết tất cả các tay đua của các nơi luôn chứ không riêng gì Đồng Nai, coi như là thể thao này không biên giới. Đây là một môn thể thao rất là cực và trong những ngày qua thì thời tiết rất là nắng nóng. Đúng. Các tay đua đã cố gắng rất là hết sức mình rồi. Thì đây cũng là một cái cuộc đua hàng năm của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và hy vọng hàng năm sau là kỷ niệm 50 năm thì cuộc đua sẽ lớn hơn rất là nhiều. Cảm ơn chị rất nhiều. Qua sang năm tụi chị sẽ cố gắng để cổ động tiếp cho các em có tinh thần thi đấu tốt hơn nữa. Và ngày hôm nay thì kênh Đồng Nai Quê Tôi gửi đến quý các bạn một số hình ảnh trong chặng đua cuối cùng tại cuộc đua cúp truyền hình HTV. Đích đến là Dinh Độc Lập. Đến đây kênh Đồng Nai Quê Tôi xin phép dừng video đây. Hẹn gặp lại tất cả quý các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như quý các bạn yêu mến kênh Đồng Nai Quê Tôi, quý các bạn có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe. Đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai Quê Tôi. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý các bạn ở những video tiếp theo.